Kiểm tra quán ăn trong video món hàu nướng có giòi bò lúc nhúc. Phát hiện hàng loạt xe máy độ chế với hình thù quái dị. Bí ẩn về ngôi mộ nằm giữa ngã ba đường thành phố Hồ Chí Minh nhưng không ai dám dời đi. Thoát được cú lừa đảo 160 triệu đồng nhờ chữ xấu. Sự thật về vòng khói đen khổng lồ nghi là UFO xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc. Bích Hồng xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin ngày 21 tháng 5 của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mức lương tối thiểu giờ quy định theo 4 vùng được đề xuất với mức từ 15.600 đến 22.500 đồng một giờ. Đề xuất này được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra trong dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Theo đó, cơ quan này đề xuất quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng. Vùng 1 là 22.500 đồng một giờ, vùng 2 là 20.000 đồng một giờ, vùng 3 là 17.500 đồng một giờ, vùng 4 là 15.600 đồng một giờ. Lý giải về đề xuất trên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, trên thực tế, mức lương tối thiểu tháng do chính phủ quy định hiện chủ yếu áp dụng cho người lao động, làm những công việc có tính chất ổn định trong khu vực chính thức. Đối với người lao động làm những công việc có tính chất linh hoạt, làm việc không trọn thời gian cho các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ như nhà hàng, siêu thị, quán cà phê, thì việc sử dụng các mức lương tối thiểu tháng làm căn cứ thỏa thuận trả lương theo ngày, giờ, tuần đối với người lao động đang có sự cứng nhắc, thiếu cơ sở áp dụng linh hoạt, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Do đó, bên cạnh mức lương tối thiểu tháng, cần thiết phải quy định mức lương tối thiểu giờ để mở rộng độ bao phủ và tăng tính bảo vệ của tiền lương tối thiểu đối với các nhóm lao động làm những công việc linh hoạt bán thời gian theo quy định của Bộ Luật Lao động. Liên quan đến vụ việc video về món hàu nướng có giòi còn sống bò lúc nhúc, sau khi nhận được thông tin lan truyền trên mạng, Sở Y tế Bình Dương đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh thành lập đoàn thanh tra kiểm tra đột xuất cơ sở xảy ra vụ việc là quán Tư Nhớ 11, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Qua kiểm tra, cơ sở này xuất trình đầy đủ giấy tờ pháp lý về điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện chế biến đúng quy trình. Về món hàu nướng sẵn có giòi còn sống bò bên trong, sau khi xảy ra sự việc, chủ cửa hàng đã xin lỗi khách và không tính tiền. Về nguyên nhân vì sao có giòi còn sống bên trong món hàu nướng, Sở Y tế cho biết cơ sở này biết lỗi của mình nhưng không phát ngôn gì với khách. Về hướng xử lý, hiện Sở Y tế đã yêu cầu cơ quan liên quan truy xuất nguồn gốc thực phẩm món ăn. Việc này xác định nguồn gốc hàng có đủ tính pháp lý, được bảo quản như thế nào và có đảm bảo không. Sau khi có kết quả cụ thể thì sẽ căn cứ vào đó để xử lý. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi thông tin về một sự việc hy hữu xảy ra tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ và bị đe dọa có liên quan đến tội phạm, một người phụ nữ vội vàng đến ngân hàng rút 160 triệu đồng để gửi vào tài khoản mà các đối tượng lạ cung cấp. May mắn, số tiền chưa gửi đi được do chữ xấu. Theo thông tin ban đầu, sáng 18 tháng 5, bà V nhận được điện thoại số lạ do một người đàn ông gọi đến tự nhận là cán bộ công an. Người này hỏi bà V về việc bà có từng mở tài khoản ngân hàng ở Hà Nội hay không, vì có người ở nước ngoài gửi về tài khoản này mấy trăm tỷ đồng và hiện tài khoản còn khoảng 300 tỷ, nên mong muốn bà hợp tác để đóng tài khoản này nhằm xác minh thông tin. Sau đó, bà V liên tiếp nhận nhiều cuộc gọi khác đe dọa gửi tiền gấp đến một số tài khoản để kiểm tra xem có liên quan đến tội phạm ma túy hay không. Vì lo sợ, bà V cùng chồng đến một ngân hàng để rút 160 triệu đồng và chuyển vào số tài khoản các đối tượng cung cấp. Sau khi về nhà, bà V đã kể lại sự việc cho người thân nghe và được khuyên đến công an trình báo vì đã bị lừa đảo. Tiếp nhận thông tin, công an xã Ia Nuôn đã cùng bà V đến ngân hàng để kiểm tra thông tin giao dịch. Tại đây, may mắn khi viết giấy nộp tiền, bà V do chữ xấu nên viết không rõ tên của người nhận. Do đó, nhân viên ngân hàng đánh máy sai họ người nhận tiền, nên số tiền vẫn bị treo chưa thể gửi đi được. Do đó, bà V đã được nhận lại toàn bộ số tiền suýt bị lừa đảo. Thưa quý vị, tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh có một ngôi mộ có tuổi đời ngoài trăm năm, nằm trơ trọi giữa ngã ba hẻm. Dân địa phương không biết tên tuổi người quá cố nhưng luôn tôn kính và quyết không cho di dời mộ bia khỏi vị trí cũ. Mộ bia được làm bằng đá hoa cương cứng chắc, hàng ngang bên trên bia khắc hai chữ Đại Nam. Đây là quốc hiệu của nước ta từ năm 1806 đến năm 1945. Cột bên phải theo hướng nhìn người đọc khắc Mậu Tuất Niên, tạm dịch là năm Mậu Tuất. Cột giữa khắc Bá Phụ Húy, tạm dịch bia mộ của người bác ruột tên. Phía dưới cột chữ này có thể còn thêm tên của người đã khuất.
Tuy nhiên, đoạn này đã bị chôn lấp bởi hương án đơn sơ do người dân địa phương tự xây bằng bê tông. Thế nên đến bây giờ, hầu như không ai biết tên tuổi của chủ nhân ngôi mộ. Dựa vào quốc hiệu Đại Nam và dòng chữ Mậu Tuất Niên có thể suy đoán, ngôi mộ có từ năm 1898. Đến nay, mộ đã hơn 120 năm tuổi. Cho đến khi được người dân phát hiện bảo quản, ngôi mộ vẫn nằm trơ trọi giữa ngã ba hẻm. Thời điểm cơ quan chức năng đào đường làm cống đã nhổ bia mộ lên. Lúc nhổ lên, bia mộ còn rơi xuống hố ga ống cống. Tuy nhiên sau đó, người trực tiếp lấy bia mộ tự nhiên đau bệnh. Thêm vào việc người dân mong muốn bia mộ được trả về chỗ cũ, nên chính quyền địa phương chấp nhận không di dời mộ bia nữa. Từ đó đến nay, mộ bia được cắm sát mép miệng ống cống nằm ở ngã ba đường hẻm. Để người dân không va phải bia mộ khi di chuyển trong hẻm vào ban đêm, chính quyền địa phương cho lắp đèn chiếu sáng ngay bên trên bia mộ. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây hơn 20 chiếc xe được độ chế theo các hình thù quái dị vừa bị công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và xử lý. Đây là những loại xe cọp mà quái xế ưa thích khi sử dụng trong các cuộc đua xe bão đêm. Trước đó, đội cảnh sát kinh tế phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra bộp lò độ xe khủng nằm trên phường 11. Tại thời điểm kiểm tra, lò độ xe có tên Red Leo Racing Shop trưng bày hơn 20 xe đã qua độ chế với những hình dạng quái dị. Chủ tiệm đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh về các loại phương tiện này, nên đội cảnh sát kinh tế đã sử dụng xe chuyên dụng đưa toàn bộ số xe trên về trụ sở. Theo một cán bộ trong đoàn kiểm tra, qua quá trình điều tra, công an quận Gò Vấp phát hiện một Facebooker thường xuyên đăng tải công khai thông tin hình ảnh các loại xe đã qua độ chế với hình thù quái dị. Nhiều thanh niên từ các tỉnh thành trong cả nước đã chuyển xe của mình vào địa chỉ mà hot Facebooker đăng tải và yêu cầu độ chế lại theo sở thích. Ngay sau đây là đoạn video clip do camera an ninh của nhà dân ven đường ghi lại được tình huống vụ tai nạn xảy ra vào ngày 15 tháng 5 tại Hà Giang đang lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo clip, dưới lề đường, một người phụ nữ áo đỏ cam đang giao hàng cho người đàn ông mặc áo màu xanh nõn chuối. Khi vừa nhận và đang kiểm tra xem gói hàng, bỗng một người đàn ông mặc áo đen không đội mũ bảo hiểm phi thẳng xe vào giữa hai người rồi ngã lăn ra đường. Người đàn ông mặc áo xanh có lẽ bị bất ngờ nên đứng hình vài giây rồi mới định thần, tiến lại cùng nữ shipper dừng xe máy, nhặt đồ hỗ trợ người đàn ông áo đen vừa đâm vào mình. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến nhiều người cũng bất ngờ, đưa ra những bình luận hài hước dí dỏm. Đồng thời, cư dân mạng cũng chỉ ra lỗi sai của cả ba người. Anh áo xanh đơ người chắc đang nghĩ định cướp đồ hai em, mất gần phút mới hình dung cũng có người say rượu như mình vừa bị tai nạn. Sang chấn tâm lý ngớ ngẩn luôn rồi, tí nữa vẫn còn quên cả hàng ấy chứ. Anh số 8 mất 24 giây mới tỉnh lại để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thưa quý vị, một vòng khói khổng lồ xuất hiện trên bầu trời thành đô Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến cho người dân địa phương hoang mang và nhiều người cho rằng đó là UFO. Theo Jimu News, khoảng chiều tối 15 tháng 5 tại thị trấn Đao Minh, thành phố Trùng Châu, thành đô Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra một tiếng động lớn. Sau đó, một vòng khói đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, hình dạng rất tròn. Một cuộc điều tra không chính thức được thực hiện. Nhiều người suy đoán vòng tròn đó chính là bằng chứng về việc sinh vật ngoài trái đất ghé thăm chúng ta. Tuy nhiên, một quan điểm khác cho rằng có thể vòng tròn đen đó được hình thành do điều kiện thời tiết hoặc đến từ ống khói của các nhà máy. ABC News giải thích rằng họ đã điều tra nhiều vòng khói tương tự và phát hiện ra rằng nguyên nhân chính là do con người tạo ra. Sự tạo thành vòng khói cần được hình thành thông qua một vật thể hình tròn, vì vậy nó có thể đến từ ống khói của nhà máy hoặc thiết bị phóng vòng khói tự chế từ thùng rác. WHO đã tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận về sự bùng phát gần đây của bệnh đậu mùa khỉ sau khi hơn 100 trường hợp được xác nhận hoặc nghi mắc ở châu Âu. Các ca bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ở các quốc gia bao gồm Bỉ, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh, Mỹ, Canada và Úc. Phía Đức gọi đây là đợt bùng phát lớn nhất của châu Âu từ trước đến nay. Lần đầu tiên được xác định ở khỉ, căn bệnh này thường lây lan khi tiếp xúc gần và hiếm khi lan ra ngoài châu Phi. Vì vậy, hàng loạt trường hợp lây nhiễm hiện tại đang dấy lên mối lo ngại. Theo WHO, hiện chưa có vaccine đặc trị cho bệnh đậu mùa khỉ, nhưng dữ liệu cho thấy các loại vaccine bệnh đậu mùa có khả năng chống lại bệnh đậu mùa khỉ lên tới 85%. Các nhà chức trách Anh cho biết họ đã cung cấp vaccine đậu mùa cho một số nhân viên y tế và những người khác có thể đã nhiễm virus đậu mùa khỉ. Ba người đàn ông đã cùng nhau lập kỷ lục thế giới khi gấp và thực hiện chuyến bay bằng máy bay giấy. Quãng đường ghi nhận được hơn 77 mét. Bộ ba làm nên kỷ lục thế giới là Chi Ji Jiang, người Malaysia, Shin Mo Jun, người Hàn Quốc và Kim Kyu Tae, người Hàn Quốc.
Trong đó, Jesse Zayan là người thiết kế, Simon Jun Gup và Kim Kyu Tae thực hiện hành động để máy bay giấy cất cánh. Chuyến bay bằng máy bay giấy diễn ra ở Daegu, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc. Kim Kyu Tae thực hiện tất cả là 8 lần ném máy bay giấy, khoảng cách dài nhất nó bay được là 77,134m, khoảng cách ngắn nhất là 71,813m. Chuyến bay đã đạt kỷ lục Guinness Thế giới ở hạng mục máy bay giấy đi được quãng đường dài nhất. Năm 2019, bộ ba Shin Kim Jae đã nỗ lực thực hiện kỷ lục máy bay giấy nhưng không thành công. Khi đó, thành tích của họ kém kỷ lục thế giới khoảng 6m. Sau gần 4 năm, bộ ba đã khiến tất cả ngã mũ thán phục khi kiên trì thay đổi mục tiêu và biến mong ước thành hiện thực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.